Tao hiểu tâm lý chứ. Để con. Ờ, à, con lẹ lên, năm này được à. Cái gì vậy? Mày khùng á, tự nhiên giờ này mày còn selfie nữa mày. Gì? Còn giùm em. Come on. Are you ready? Josh. Im liền ta. Con mà. Hay vậy ta. Trời ơi, nó khóc kiểu này làm sao chịu nổi. Bây giờ tất cả tập trung là làm sao cho nó ngưng khóc giùm tôi quái. Dạ. Để con. Con có khiếu hài hước mà. Phải không, làm tử. Bo ơi. Bo. Giết đầu. Lau mắt đi con. Lệ ướt vai rồi còn gì nữa đâu. Con sống rồi mà con. Mình cứ vui vẻ hài hước đi. Không thể mà xóa nhòa hết những ký ức đau buồn của trong con đâu. Thôi. Trời đất ơi, ở đâu mà ra mà lên. Nó con nít, nó chưa biết gì mà là. Nước mắt không rơi, đừng nói sợ đôi em. Vậy không ta hát gì đi. Trời ơi, nó nhức đầu quá kìa, nó hát được kìa. Trời ơi, đứa nào. Ba đi, ba lớn nhất trong nhà mà có kinh nghiệm với con. Ba. Còn thấy nó khóc hơn á, ba làm gì nó sợ. Trời ba ơi, đầu quá đi, làm sao con hai đứa bay. Giỏi mấy cái chuyện này lắm mày làm. Rồi, để con hiểu tâm lý nó thêm. Phải không? Nổ liệt, nhức đầu quá. Cô ba à, anh hiểu tâm lý của em lúc này, em đang suy nghĩ chuyện gì. Nhưng mà xa mẹ từ khi còn nhỏ như vậy không phải là một điều dễ dàng đúng không? Nhưng mà lúc này hơn lúc nào hết, em cần phải bình tĩnh cô Bo à. Em đừng có khóc nữa cô Bo. Trời, nó khóc dữ hơn nữa kìa. Mày hay quá. Mày nói người ta còn muốn khóc nữa nè. Tao hiểu tâm lý chứ. Để con. Ờ, à, con lẹ lên, năm này được à. Cái gì vậy? Mày khùng á, tự nhiên giờ này mày còn selfie nữa mày. Gì? Còn giùm em. Cô Bo. Are you ready? Josh. Im liền ta. Em thích con mà. Hay vậy ta. Thì gan cô Bo thích múa lửa. Cái gì con? Nó ngưng rồi, khỏe rồi. Mấy con, mấy con. Cái gì? Cái lỡ thiệt rồi. Trời ơi, y luôn chứ gì vào rồi. Trời ơi, làm sao? Nãy giờ nó khóc quá trời. Nó khóc được kìa, làm sao dỡ nó đi. Bà bóng đi. Ba lỡ bóng. Thôi. Ba giọng đi. Trời ơi, giờ lo nó khóc quá trời, nhức đầu quá. Vừa y, vừa hôi, vừa khóc nữa. Tụi bay làm gì làm? Cái gì vậy ba? Tao biết. Tao biết mà ba. Sao mà thằng nhỏ nó khóc dữ vậy trời? Không biết nó có bị cái gì nữa hay đâu. Ba ơi. Thằng nhỏ nó ỉ rồi. Ghê quá. Bây giờ tôi phải làm sao? Trời ơi, nó ỉ mà la làng la xóm à. Nó ỉ thì lấy nước ấm rửa sạch sẽ cho nó. Sao rồi thay tả cho nó rồi, có gì đâu mà họ vậy mà cũng hỏi. Lấy nước ấm thay tả. Xong. Bây giờ đau quá. Một hồi dọc xếp bàn. Thắng. Ba đã tìm ra một phương pháp giải quyết cái chuyện này ổn thỏa. Có nghĩa rằng mình tháo tả ra, mình đưa vô phòng tắm sau khi mình đã làm cho nước ấm lên, rửa sạch là xong. Quá đơn giản. Phải làm khẩn cấp, khẩn trương. Bị gì sao? Bị gì nó sẽ ảnh hưởng môi trường xung quanh, làm chúng ta viêm phổi, viêm họng, viêm hạt và viêm nhiều thứ nữa. Do đó phải thật là khẩn trương và tập trung. Nguyễn Đức Mặn. Dạ. Tập trung tháo tả. Sao lại là con? Tại vì nãy cô Bo thích em nhất, nãy em nhảy cô Bo cười đó. Thôi được rồi, Nguyễn Đức Minh phụ Nguyễn Đức Mặn tháo tả. Hả? Hồi nãy con kể chuyện cô Bo đâu có cười. Ai biểu nhiều chuyện? Phụ em. Làm đi, không được quyền cãi lệnh chỉ huy trưởng. Dạ. Làm lẽ. Đừng la hét. Nó la đã lớn rồi, mày là còn la bè vô nữa. Ăn cái gì ghê quá ba ơi. Cái gì của con nít mà không sao. Rồi, đâu. Rồi. Xong chưa Mẫn? Con nó hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy thôi, con cũng xong luôn nha, ông nội. Ê, cái gì vậy? Con chết hả? Anh giỡn mặt hả? Ôi, cái gì vậy? Chị dám chơi bóng chuyện vậy? Ông nội ơi, con xin lỗi ông nội. Ê, trời ơi. Hai con trai mất dạy. Mày nghĩ sao vậy? Phận làm con mà mày nghĩ ba cái đồ hôi thúi này mà quăng tao hả? Trời ơi, chứ có ai đâu quận. Mày sao dám quăng vô người ba? Chứ giờ sao giờ? Ghê quá. Thôi, bây giờ nhanh chóng Nguyễn Đức Hạnh. Dạ. Đứng im lên. Tụm lên. Dìu dắt nhau hàng một tiến vào nhà tắm. Vậy ba cầm cái này giùm con đi. Ôi trời, sao ngu quá cầm chi. Thôi nha, chuẩn bị nè. Này, lên đây nha con. 2, 3,
nhìn lên nhẹ nhàng nha, nhẹ nhàng nha, con dậy một ba ơi. Hả sao tin vui giữa giờ tuyệt vọng là cái gì? Nó mới ị thêm một bãi nữa rồi. Trời ơi đem lẹ vô, cái này không có tả, cái tay con nóng luôn rồi nè ba ơi, cuốn quá vô con trời ơi. Hèn chi con thấy cái răng thằng nó rung lên luôn đó. Sao giờ này mà ông nội chưa chịu ngủ nữa ta? Cái thằng này nữa, suốt ngày ngủ ở nhà người khác. Đi vô khác chơi, đi vô khác chơi, đi vô coi. Alo. Con trai cưng của mẹ, con đang học bài hả? Chưa ngủ hả con? Dạ. Con nè, con còn học bài tí xíu. Con có nhớ mẹ không? Đương nhiên là nhớ rồi. Mẹ có biết mấy ngày nay không có mẹ ở nhà, ngôi nhà này trống vắng lắm không? Con nhớ mẹ muốn chết luôn rồi nè. Ủa Mẫn đâu rồi con? Dạ Mẫn hả? Dạ Mẫn nó ngủ rồi mẹ ơi. Dạ mẹ nghe nó ngái luôn rồi mẹ. Dạ đó mẹ nghe chưa? Dạ vậy thôi bye nha mẹ. Dạ rồi mẹ ngủ ngon. Đây ta. À, bây giờ ông cháu mình xem tivi, mình làm hết bình sữa này, mình ngủ ha con ha. Giỏi giỏi giỏi, giỏi 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 nha. Làm lon bia cho nó mát mát mà. Trời đất ơi, sao mới thấy con ăn nữa, giờ con ăn nữa vậy con? Ăn nữa đâu trời. Có. 7 giờ là người ta ăn tối, 9 giờ là ăn giữa tối, 12 giờ là con ăn khuya. Nó dặm có miếng con mực. Ăn gì quá trời, ăn với cái hạm vậy đó. Chắc ba rau bán nhà luôn quá. Có mấy con khô mực, hai con bia bán nhà gì ba. Sao cô Bo, trời ơi giờ này chưa ngủ nữa hả? Ừ, đang bú sữa nè. Con nít mà phải ru nó mới ngủ chứ. Ừ. Bà, sao bà hết đau bụng nữa hả? Cái bụng đang ê thì ông nhắc cái đau lại. Ui da. Trời sao đau mà đau bụng mà minh họa quá vậy. Đưa tay đi tôi bắt mạch cho. Hô bắt cái gì, không có sao đâu, tại tiết nồi chè nó gần thiêu ăn cho hết. Sợ bỏ mứa tội cho nên mới bị vậy đó. Trời đất ơi, chè gần thiêu mà bà vẫn dám ăn là bà quá trời quá đất. Hai mẹ con bà dễ sợ quá à. Không đau bụng cũng uổng. Chăm con nít khổ ghê. Thì không ai gì, con dâu nhà này đẻ con ra rồi không nuôi gì chứ, để cho cha chồng nuôi vậy thiệt tình luôn á. Có đi đâu lại cũng tại mình và tại bà. Tôi sao? Bà tối ngày cứ thương con trai không nó mới ra nông nổi. Ôi vậy dạ. Rồi là diễn xuất nữa nè. Trời ơi đau quá. Dạ bộ chắc luôn. Ôi da, ôi trời ơi đau quá. Trời ơi. Trời ơi đau quá, đau. Ai da đau bụng quá. Ai da. Nè, ngồi đây đợi nghe chưa? Tôi vô tôi ẩm của Bo ra. Nhanh nhanh nha. Biết rồi. Không có gì được con. Trời ơi. Nín đi con, nín đi con. Gió đưa bụi chuối sao hè. Đến giờ về hơi ngủ đi con. Ngủ ráng ngủ chút đâu ngủ con. Không có gì đâu. Anh mới vợ bé bỏ về. Ba mệt rồi đi ngủ đi để con coi cho. Không cần đâu, ba đợi chút nữa cho cu Bo ngủ say rồi ba ẩm nó vô phòng ngủ luôn. Tiếng kêu quen thuộc, thằng Hạnh đánh giấm đi. Úi da, cả ngày vậy hết rồi. Mình xì lỗ một hay sao mà sao không xuống nó ra vậy ta?
Không được à? Sao ba chưa ngủ nữa ba? Làm hết hai phát rồi là bơm nổ rồi ai ngủ cho được. Trời ơi, làm như ba chưa từng nghe cái mùi đó hay sao? Mà cũng hơi nặng mùi thiệt. Ngủ sớm đi ba. Thưa ba con đi nha ba. Trời ơi nữa. Cúi xuống là nó bị gì kỳ ghê luôn. Vừa đây con làm gì ở đây? Chú làm gì đây? Chú có công chuyện. Con có công chuyện. Không, chết, trễ rồi. Con đi nha. Nè, chú không biết con làm chuyện gì, nhưng nhớ không được để phát hiện nghe chưa? Chú cũng vậy đó. Chúc chú thành công. Cháu ngủ hết rồi đó hả? Ông, dậy, đi vô phòng ngủ. Ủa? Ông à, con bò đâu? Ngủ rồi, nay ngủ ngon. Không khóc, không ị gì cả. Ừ, ông đang ẩm cái gối ôm nè, của bò đâu? Bậy bậy. Ủa, cái đầu ở đâu rồi? Trời ơi. Của bò đâu? Ủa, của bò đâu? Ông ẩm nó xuống mà, ông nói cái gì vậy? Cái gì kì vậy? Của bò đâu? Ờ, của bò đâu? Hạnh, Hạnh ơi. Cái gì mà? Không, con có ẩm của bò vô phòng không? Nãy con nói với ba con lên phòng ẩm của bo làm chi? Cô bo đâu rồi? Trời ai biết đâu, hai cha con mà giữ nó bây giờ hỏi là sao? Cô bo đâu rồi? Trời ơi, cô bo ơi! Đâu bà? Cô bo đâu rồi? Trời ơi! Bên bà con ơi! Dậy dậy, kiếm em con ơi! Mày lẹ đi, bà ra là thấy được mày chết. Mẹ thương mà, mẹ thương. Mẹ nhớ con lắm đó, ngoan nha, một chút nữa thôi. Ôi trời, 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 giáp bắt tao nổ tao. Mày chết, mày chết mày. Mày làm cái gì vậy? Bà ra, chạy bắt tay, chạy bắt tay, chạy bắt tay, chạy bắt tay. Ủa, ai giống thằng Mẫn quá vậy nội? Chưa đủ tuổi mà dám lái xe, quýnh nó đi nội. Mày chết mày, đưa nó đi, đưa lẹ. Quýnh nó đi nội. Ba ơi, nó lấy con to đó ba. Quýnh nó đi ba. Được theo. Đứng lại. Thả chân đi mà. Dừng lại. Mày hả? Dám bắt cóc cháu nội tao hả? Hai cháu mày tự ý ly dị. Bây giờ bắt cóc cháu tao phải không? Dạ ba bình tĩnh đi ba. Chi không có ý bắt cu bo đâu. Tại vì Kim Chi muốn thăm cu bo trước khi đi Singapore thôi ba. Ba bình tĩnh đi ba. Bình tĩnh đi ba. Có cháu nội ba đây mà ba. Trời ơi. Dạ đây. Cho cháu nội của ba đây. Đây. Bây giờ ba với anh đưa cô bò về em nha. Mày đứng lại đây. Lên cô bò rồi ba. Có chuyện gì rồi sao cô bò nó rớt xuống đây? Bình tĩnh đi. Em có chuẩn xe chưa? Đừng nóng. Chở đi về. Lên xe con chở về. Để đi. Xe hết xăng rồi. Trời đất ơi. Đi. Con đẩy bà về. Thôi, tôi đi bỏ được rồi. Trời, tôi mai là cháu tôi ngủ quá.